Cô xin chào tất cả các em. Mến chào các em đến với bài học ngày hôm nay. Các em thân mến, pháp luật là các quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do nhà nước ban hành và được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp, giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế. Đây chính là khái niệm về pháp luật mà các em đã được học ở bài số 21, Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở năm lớp 8. Vậy thì ở phần tiếp theo, vi phạm pháp luật là gì? Các trách nhiệm pháp lý tương ứng với từng loại vi phạm pháp luật là gì? Cô mời các em qua bài số 15 của môn giáo dục công dân lớp 9. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân. Ở bài 15 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu khái niệm vi phạm pháp luật là gì? Có mấy loại vi phạm pháp luật? Khái niệm trách nhiệm pháp lý là gì? Có mấy loại trách nhiệm pháp lý tương ứng với từng loại vi phạm pháp luật? Và trách nhiệm của công dân là gì? Ở phần 1 La Mã đặt vấn đề. Trong sách giáo khoa trang 52, phần đặt vấn đề này các em sẽ tự nghiên cứu. Chúng ta sẽ qua phần 2 La Mã nội dung bài học và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần thứ nhất vi phạm pháp luật là gì. Trước khi đến với khái niệm vi phạm pháp luật là gì, cô mời các em theo dõi câu hỏi sau. Theo em, các hành vi dưới đây có vi phạm pháp luật hay không? Số 1. A rất ghét B và quyết định sẽ đánh cho B một trận, cho thật đau, cho bỏ ghét. Số 2. Một người uống rượu say đi xe máy và gây ra tai nạn. Số 3. Một em bé lên 5 tuổi, nghịch lửa làm cháy một số đồ gỗ của nhà bên cạnh. Vậy thì trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ xác định một hành vi có vi phạm pháp luật hay không. Cần xác định 4 yếu tố sau. Yếu tố thứ nhất, đó phải là một hành vi. Nó là một hành động cụ thể, cô ví dụ như ăn trộm. Hoặc không hành động, cô ví dụ như thấy người bị nạn nhưng không làm gì để cứu giúp. Cô lưu ý, nếu ý định, ý tưởng, phạm tội trong suy nghĩ thì không phải là vi phạm pháp luật. Nhưng nếu đem ra hù dọa, nó là hành vi đe dọa nên được coi là hành vi vi phạm pháp luật. Ở yếu tố thứ hai, các hành vi đó có trái với quy định của pháp luật hay không? Không thực hiện những điều pháp luật quy định, hoặc thực hiện không đúng những điều pháp luật yêu cầu, làm những việc mà pháp luật cấm. Ở yếu tố thứ ba, yếu tố này là người thực hiện hành vi đó có lỗi, cố ý hoặc vô ý. Trong trường hợp này, do hoàn cảnh khách quan, người thực hiện hành vi không thể ý thức được, không thể lựa chọn cách xử sự, thì không coi là có lỗi. Cô ví dụ như một người đi xe máy, bất ngờ một em bé chạy ngang qua, khi đó tai nạn đã xảy ra. Còn ở yếu tố thứ tư, cũng là yếu tố cuối cùng, người thực hiện hành vi phải là người có năng lực trách nhiệm pháp lý. Có nghĩa là phải có khả năng nhận thức và điều khiển được việc làm của mình, chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Nếu hành vi trái pháp luật do người mất trí hoặc trẻ em chưa đến tuổi theo quy định của pháp luật thực hiện thì không coi là vi phạm pháp luật. Vậy thì các em thấy rõ ràng rằng ở câu hỏi này, trường hợp thứ nhất thì chúng ta thấy trường hợp này chỉ là ý định trong suy nghĩ, do đó không vi phạm pháp luật. Ở trường hợp thứ hai, trường hợp này là vi phạm pháp luật. Ở trường hợp thứ ba, trường hợp này không vi phạm pháp luật do em bé mới 5 tuổi, chưa đủ tuổi pháp luật quy định. Chúng ta sẽ cùng đến với khái niệm vi phạm pháp luật là gì. Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. Vậy thì người có năng lực trách nhiệm pháp lý là gì? Người có năng lực trách nhiệm pháp lý được pháp luật của nhà nước ta quy định như sau.
Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự vì mọi tội phạm, chịu trách nhiệm hành chính vì mọi vi phạm hành chính của mình. Người từ đủ 14 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về những tội phạm nghiêm trọng do cố ý, phải chịu trách nhiệm hành chính do cố ý thực hiện vi phạm hành chính. Ngoài điều kiện về độ tuổi, thì người có năng lực chịu trách nhiệm pháp lý phải là người có trạng thái thần kinh bình thường, không mắc bệnh tâm thần hay các căn bệnh khác mà không điều chỉnh được hành vi của mình. Các em thân mến, sau đây cô sẽ phân biệt các loại vi phạm pháp lý, vi phạm pháp luật để các em hiểu rõ hơn bài học. Gồm có 4 loại vi phạm pháp luật. Vi phạm pháp luật hình sự. Vi phạm pháp luật hình sự là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự. Cô ví dụ như tổ chức mại dâm, buôn bán phụ nữ qua biên giới. Giết người, cướp của. Vi phạm pháp luật thứ hai là vi phạm pháp luật hành chính. Vi phạm pháp luật hành chính là hành vi xâm phạm đến các quy tắc quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm. Cô ví dụ như vi phạm luật giao thông như là phóng nhanh, lạng lách chở ba, hoặc là khi ngồi trên xe máy tham gia giao thông không đội nón bảo hiểm. Hoặc hành vi lấn chiếm lòng lề đường, hành vi xây nhà trái phép đều là vi phạm pháp luật hành chính. Vi phạm pháp luật thứ ba là vi phạm pháp luật dân sự. Vi phạm pháp luật dân sự là hành vi trái pháp luật, xâm hại đến các quan hệ tài sản như quan hệ sở hữu, chuyển dịch tài sản và quan hệ pháp luật dân sự khác được pháp luật bảo vệ như quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp. Vi phạm cuối cùng là vi phạm kỷ luật. Vi phạm kỷ luật là những hành vi trái với quy định, quy tắc, quy chế xác định trật tự kỷ luật trong nội bộ cơ quan, xí nghiệp, trường học. Cô ví dụ như học sinh đi học trễ, xả rác trong lớp học, hay học sinh tụ tập mua hàng rong trước cổng trường đều là vi phạm kỷ luật. Các em thân mến, vậy thì vi phạm pháp luật chúng ta thấy bao gồm có. Và một điểm đặc biệt lưu ý là vi phạm pháp luật là cơ sở để xác định trách nhiệm pháp lý. Vậy thì trách nhiệm pháp lý là gì? Cô mời các em qua phần số 2. Các em theo dõi sơ đồ sau và chúng ta sẽ hiểu được trách nhiệm pháp lý là gì. Trách nhiệm pháp lý là nghĩa vụ đặc biệt của cá nhân, tổ chức, cơ quan. Vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do nhà nước quy định. Các em thân mến, và từng loại vi phạm pháp luật nó sẽ có từng loại trách nhiệm pháp lý tương ứng. Chúng ta thấy có 4 loại vi phạm pháp luật là vi phạm pháp luật hình sự, vi phạm pháp luật hành chính, vi phạm pháp luật dân sự và vi phạm kỷ luật. Vậy thì cũng có 4 loại trách nhiệm pháp lý tương ứng. Vi phạm pháp luật hình sự tương ứng là trách nhiệm hình sự, vi phạm pháp luật hành chính tương ứng là trách nhiệm hành chính, vi phạm pháp luật dân sự tương ứng là trách nhiệm dân sự
và vi phạm kỷ luật tương ứng là trách nhiệm kỷ luật. Các em thân mến, vậy thì bản thân mỗi người công dân cần phải làm gì để thực hiện đúng những điều mà pháp luật quy định? Cô mời các em qua phần số 3. Trách nhiệm của công dân. Ở phần số 3, trách nhiệm của công dân. Chấp hành nghiêm chỉnh hiến pháp và pháp luật. Đấu tranh với các hành vi việc làm vi phạm hiến pháp và pháp luật. Các em thân mến, nếu mỗi người công dân đều thực hiện đúng hiến pháp và pháp luật, đều biết đấu tranh với những hành vi sai trái thì xã hội của chúng ta sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Phần tiếp theo, cô mời các em qua ba la mã luyện tập. Chúng ta sẽ cùng làm bài tập 1 trong sách giáo khoa trang 55. Em hãy xác định các hành vi sau đây vi phạm pháp luật gì? Là vi phạm pháp luật hành chính hay vi phạm pháp luật hình sự hay vi phạm pháp luật dân sự hay vi phạm kỷ luật? Hành vi A, thực hiện không đúng các quy định trong trường, trong hợp đồng thuê nhà. Hành vi B, giao hàng không đúng chủng loại mẫu mã trong hợp đồng mua bán hàng hóa. Hành vi C, trộm cắp tài sản của công dân. Hành vi V, lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Hành vi D, sử dụng tài liệu trái quy định trong giờ kiểm tra. Hành vi E, vi phạm nội quy an toàn lao động của xí nghiệp. Hành vi G, đi xe máy 70 phân khối không có giấy phép lái xe. Bằng những kiến thức đã học, các em hãy làm bài tập 1 trang 55 sách giáo khoa này. Sau đây, cô sẽ giải đáp bài tập 1 trong sách giáo khoa trang 55. Chúng ta đến với hành vi A, thực hiện không đúng các quy định trong hợp đồng thuê nhà. Đây là vi phạm pháp luật dân sự. Ở hành vi B, giao hàng không đúng chủng loại mẫu mã trong hợp đồng mua bán hàng hóa. Đây chính là vi phạm pháp luật dân sự. Trộm cắp tài sản của công dân, đây là vi phạm pháp luật hình sự. Lấn chiếm vỉa hè lòng đường, đây là vi phạm pháp luật hành chính. Sử dụng tài liệu trái quy định trong giờ kiểm tra là vi phạm kỷ luật. Vi phạm nội quy an toàn lao động của xí nghiệp là vi phạm kỷ luật. Đi xe máy 70 phân khối không có giấy phép lái xe, đây chính là vi phạm pháp luật hành chính. Các em thân mến, qua phần nội dung của bài học số 15, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân, cô mong rằng các em đã nắm vững được vi phạm pháp luật là gì, có mấy loại vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý là gì, có mấy loại trách nhiệm pháp lý tương ứng với từng loại vi phạm pháp luật, và cuối cùng là trách nhiệm của mỗi người công dân chúng ta. Cô mong rằng bản thân các em là những người chủ tương lai của đất nước, các em sẽ luôn tuân thủ đúng hiến pháp và pháp luật. Ngoài ra, các em còn phải tuyên truyền vận động để mọi người cùng thực hiện đúng hiến pháp và pháp luật, biết lên án, biết phê phán những hành vi sai trái pháp luật để làm cho những hành vi sai trái này bị ngăn chặn, giúp cho xã hội của chúng ta sẽ ngày càng văn minh và phát triển tốt đẹp hơn. Phần cuối cùng là phần dặn dò. Các em sẽ học bài cho cô khái niệm vi phạm pháp luật là gì, có mấy loại vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý là gì, có mấy loại trách nhiệm pháp lý tương ứng với từng loại vi phạm pháp luật, trách nhiệm của công dân là gì. Các em sẽ chuẩn bị bài 17 cho cô, nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.
Các em sẽ đọc trước phần 1 và phần 2 trong sách giáo khoa của bài 17 Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Cô mến chào tất cả các em.